Con tê, bước lại đây. Đi lo đi mua cho tao, về nhau. Dạ. Con mua gì con? Nhờ cho con mua cho đi ô vậy. Cô con không mua sao không? Cảm ơn nha. Con tê, đang mình mua đồ lâu chưa? Dạ, do trụ sở. Đi lấy ly ra đây thì nó mới em. Alo, anh em à? Qua tôi nhờ vui nhá. Ok, ok. Chào bạn à. Chào bạn. Ngồi qua đi. Đâu mẹ nghe đi, mới qua làm gì đó. Lâu anh em ngồi tụ họp lại cho vui. Ờ, đi, tình hình công việc lắm bạn. Công việc thì bệnh ổn rồi bạn. Rồi, chuyện gia đình bạn thì như đó. Ê, con vợ nhìn chả của bạn đây. Thôi rồi thì cứ bên lý ra đây, tự tí. Vô. Chào bà. À con trai muốn đi ngồi con. Chào hai chú. Cú năm mới lớn nhờ. Con đi xuống nhà biển với mẹ đi. Dạ. À, con tuổi năm nay 12 rồi bạn ạ. Cha lớn chưa đi hả? Không có mô à? Dạ. Dạ cháu học chưa lấy cấp. Ê à. Dạ tin nhìn học tập đấy đó. Học được không? Dạ cháu học bên ôn. Bên ôn à? Dạ ra đây lớn tao đâu đi có người yêu chứ? Dạ có rồi. Bữa nào rồi phải dẫn về ra mắt cho mấy chú xem chứ. Đúng rồi con ơi, 12 rồi mà. Bạn có nói con bạn vô thì nay mình có điều gì? Con vô lúc nữa để cho mấy chú nói chuyện con. Dạ. Yeah. Dạo này tôi cảm thấy người bạn nắng nắng ấy. Thế nào bạn về bạn dạy, có dạy dù lại ấy. Bạn nói tôi thấy cũng có lý. À, tôi thấy là bạn đến quan tâm vợ bạn hết. Tôi thấy là vợ bạn hẳn chịu khó. Đấy. Bạn nói như rắn cũng được, bạn nói rắn được. Riêng con vợ tôi phải cái nợ tôi phải dài vô. Không, tôi không để đóng được. Vợ mình là phải yếu thương. Tôi thì cũng làm chồng, đàn ông. Có gì nhà nhà vợ vợ có một chút. Ok bạn. Thôi có gì muốn tự về nữa. Chào bạn. Ok. Chúc bạn lấy sau. Ok, lấy sau quay nhiều hai bạn. Ok, ok bạn. Vợ có mua đem cơm được ra ăn uống chứ thôi. Đi mất ơi, ra dọn đồ tao. Dạ. Vợ lâu đem cơm ra ăn chứ thôi. Lâu lắc. Con nhí thằng Đạt đã ăn cơm. Dạ. Dạ. Sợi cơm ăn. Để đó hai mẹ con hẳn bưng vô. Thằng thể đàn bưng vô không được. Nên như vậy con nhí. Hẳn là con trai trường. Không được bưng. Con mới cả dòng con mới. Bị nói gì? Ba tao là ba là gì mẹ? Bị đạ. Kìa. Ba là gì con tao vậy hả? Con ơi. Nhí xem. Cha, đưa lại với phát này nữa. Con ơi, nhờ nghe cha này, nhờ khuyên con hãy bỏ thằng nghịch khổ nào nó đi. Thằng nó không quan tâm, xứng đáng với con. Nhưng đứa cha con cũng muốn làm chứ. Nhưng mà con hai đứa con của con thì sao? Nó cũng cần có cha. Thằng nghịch từ kia, tao trở lên đi nữa. Dạ con xin lỗi, cho con đón đưa con về con sửa xe, không để đâm tụi con nữa. Con vừa may ở trong kia, đợi đó nó đi. Mẹ, vừa xin lỗi, anh sẽ không để đâm bán nữa, anh hãy đi về anh. Vừa, anh để xa rồi, anh phải về về anh và con nhá. Ừ. Đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn gì? Chị đã không đợi em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ lãnh phận.